mái tóc hoa râm trong xót xa, nhớ
người bóng dáng bên đời, một khúc tâm ca lời thầy cô, lời thầy cô. Mãi mãi vẫn nhớ, mãi mãi vẫn nhớ ghi trong cuộc đời những công ơn năm xưa đã cho ta hôm nay ngày mai. Thầy cô vui nghe câu thơ tiếng hát đêm lơ còn đó như thuở nào, những nụ hồng nở hoa thắm tươi tay người lời thầy cô. Mãi mãi vẫn nhớ, mãi mãi vẫn nhớ ghi trong cuộc đời bước chân đi hôm nay, có ai quên đôi tay người xưa. Thầy cô mang bao yêu thương tiếp bước đến lớp là ước mơ thuở nào, những nụ hồng nở hoa thắm tươi nhớ người. Ngày đến trường còn phố đông vui áo trắng bày, hàng cây đón chờ bóng nghiêng đường dài đùa trên tóc mây, mà nghe trong gió lá hát như ru mơ thoáng qua kỷ niệm nhớ mãi trong đời thời bé thơ ơi. Ngày xưa, ngày xưa đến trường cô đón em bên bóng dáng mẹ, thời gian đã qua như con đò chiều thầy cô đón đưa, nhòa đôi mắt kém mái tóc hoa râm trong xót xa nhớ người bóng dáng bên đời, một khúc tâm ca lời thầy lời thầy cô. Mãi mãi vẫn nhớ, mãi mãi vẫn nhớ ghi trong cuộc đời những công ơn năm xưa đã cho ta hôm nay ngày mai. Thầy cô vui nghe câu thơ tiếng hát đến lớp còn đó như thuở nào, những nụ hồng nở hoa thắm tươi tay người lời thầy cô. Mãi mãi vẫn nhớ, mãi mãi vẫn nhớ ghi trong cuộc đời bước chân đi hôm nay, có ai quên đôi tay người xưa. Thầy cô mang bao yêu thương tiếp bước đến lớp là ước mơ thuở nào, những nụ hồng nở hoa thắm tươi nhớ người lời thầy cô. Mãi mãi vẫn nhớ, mãi mãi vẫn nhớ ghi trong cuộc đời bước chân đi hôm nay, có ai quên đôi tay người xưa. Thầy cô mang bao yêu thương tiếp bước đến lớp là ước mơ thuở nào, những nụ hồng nở hoa thắm tươi nhớ người. Cho một tràng vỗ tay thật to và cùng hát thật lớn để chào đón các thầy cô giáo của mình. Mời cả đội lên đây. Và chúng ta cùng hát nào. Thank you.
Nên mình đi trước. Nay dễ thương quá. Cái gì đây nữa? Thấy
gì là dụ nay đúng không? Nói nghe nè, không có chuyện gì hết á, chuyện nhỏ xíu à. Bây giờ mình lỡ hứa với Cường rồi, nên là nghe giúp mình nha. À, có này gửi cho nghe không có gì hết trơn á. Thứ thơ học trò của mới mà, nhận đi. Thôi lần nữa thôi, nhận đi mà. Lại là những cái tham ăn của Hà ra đúng không? Ôi sao tự gì? Sao liên quan gì tới tham ăn này trời? Cứ nói ra là cái tôi tham ăn là sao? Hồi nãy giờ bạn Cường có rủ ra là ăn gì không các bạn? Có không? Không mà. Chưa ăn gì hết, chiều mới ăn. Chiều ăn. Thôi nhận đi chứ sắp tới giờ vô lớp rồi. Cường cũng nói với mình là một lần cuối sẽ không có lần cuối nữa. Không biết cuối năm hay cuối khóa hay cuối gì đó. Thôi đi học nghe nó chở vô đó. Thank you.
cô giáo cùng toàn thể các bạn, cựu học sinh, niên khóa 1990-1994. 25 năm, một khoảng thời gian tuy chưa dài để viết lên lịch sử, nhưng đã có ý nghĩa thật lớn lao để đánh dấu mốc son trưởng thành của lớp cựu học sinh niên khóa 1990-1994. Kể từ mùa hè năm 1994, chúng em rời khỏi mái trường trung học cơ sở Phước Lộc thân yêu, chia tay thầy cô và bạn bè. Chúng em, mỗi đứa mỗi con đường khác nhau, đến nay đã thấm thoát 25 năm. Trong khoảng thời gian đó, đã có biết bao nhiêu biến đổi, bao thăng trầm của cuộc sống. Chúng em vẫn luôn đau đớn nhớ về trường xưa, nhớ thầy cô và bạn bè cũ. Có nhiều người đã miệt mài trong những cuộc hành trình tìm lại thầy xưa, bạn cũ, mong muốn được trở lại mái trường thân yêu để một lần được gặp lại bạn bè và các thầy, các cô. Và thật diệu kỳ, như thể trong mơ, hôm nay chúng ta đã hội tụ về lại mái trường xưa để thỏa lòng biết ơn, nhớ mong thầy cô và bạn bè của mình. Và đây cũng chính là lý do của lễ kỷ niệm ngày hôm nay. Trước khi biết, thầy giáo, hiệu trưởng Nguyễn Nguy Anh. Và thầy Nguyễn Nguy Anh đã không còn nữa để cùng dự buổi lễ hôm nay. Cho nên có thể xin quý thầy cô và các bạn đứng lên để dành một phút tưởng nhớ thầy, được không ạ? Một phút để tưởng nhớ thầy hiệu trưởng, thầy Nguyễn Nguy Anh, bắt đầu. Thôi, buổi lễ kỷ niệm 25 năm ngày ra trường của cựu học sinh niên khóa 1990-1994 hôm nay, em xin trân trọng kính giới thiệu thầy giáo Nguyễn Minh Hiền, nguyên là phó hiệu trưởng niên khóa 1990-1994 của chúng ta. Xin kính giới thiệu thầy Nguyễn Tấn Thông, hiệu trưởng nhà trường, đồng thời là giáo viên bộ môn văn của chúng ta niên khóa 1990-1994. Xin trân trọng kính giới thiệu thầy Trần Tấn Phúc, giáo viên giảng dạy bộ môn toán. Xin trân trọng kính giới thiệu thầy Trịnh Hồ Tính, giáo viên giảng dạy bộ môn hóa học. Xin trân trọng kính giới thiệu thầy Trần Đình Ái, giáo viên bộ môn địa lý. Xin trân trọng kính giới thiệu thầy Thái Hóa Lý, giáo viên giảng dạy bộ môn tiếng Anh. Xin trân trọng kính giới thiệu thầy Lưu Hữu Nhi Thùy, giáo viên giảng dạy bộ môn địa lý. Xin trân trọng kính giới thiệu thầy Trương Ngọc Trung, giáo viên giảng dạy bộ môn ngữ văn. Xin trân trọng kính giới thiệu thầy Trần Kim Trung, giáo viên bộ môn ngữ văn. Xin trân trọng kính giới thiệu thầy Lê Hoàng Linh, nguyên hiệu phó của trường chúng ta niên khóa 1990-1994. Xin trân trọng kính giới thiệu thầy Nguyễn Ngọc Thanh, giáo viên giảng dạy bộ môn sinh học. Xin trân trọng kính giới thiệu thầy Nguyễn Ngọc Quảng, giáo viên giảng dạy bộ môn thể dục. Xin trân trọng kính giới thiệu thầy Nguyễn Xuân Thanh, giáo viên giảng dạy bộ môn toán. Xin trân trọng kính giới thiệu cô Đặng Thanh Thảo, giáo viên giảng dạy bộ môn toán. Xin trân trọng kính giới thiệu cô Bùi Thị Thanh Hạ, giáo viên giảng dạy bộ môn toán. Xin trân trọng kính giới thiệu cô Huỳnh Thị Cẩn, giáo viên giảng dạy bộ môn văn. Xin trân trọng kính giới thiệu cô Nguyễn Thị Phụng, giáo viên giảng dạy bộ môn văn. Xin trân trọng kính giới thiệu cô Bạch Thị Bích Hồng, là giáo viên tổng phụ trách đội của chúng ta năm niên khóa 1990-1994 và nay là giáo viên giảng dạy bộ môn ngữ văn. Xin trân trọng kính giới thiệu cô Nguyễn Thị Viên, giáo viên giảng dạy bộ môn vật lý. Xin trân trọng kính giới thiệu cô Nguyễn Thị Hương, giáo viên giảng dạy bộ môn sinh học. Xin trân trọng kính giới thiệu cô Thái Thị Hồng Vân, giáo viên giảng dạy bộ môn hóa học và địa lý. Xin trân trọng kính giới thiệu cô Võ Phan Thị Thu Lan, giáo viên giảng dạy bộ môn sinh học. Xin trân trọng kính giới thiệu cô Nguyễn
Nguyễn Thị Thùy Dương, giáo viên giảng dạy bộ môn lịch sử. Xin trân trọng kính giới thiệu cô Phạm Thị Lệ Hương, giáo viên giảng dạy bộ môn vật lý. Xin trân trọng kính giới thiệu cô Nguyễn Thị Giai Ngẫu, giáo viên giảng dạy tiếng Anh. Xin trân trọng kính giới thiệu cô Võ Thị Loan, giáo viên giảng dạy môn toán. Xin trân trọng kính giới thiệu thầy Nguyễn Văn Tư. Thầy Nguyễn Văn Tư, giáo viên giảng dạy bộ môn vật lý. Xin trân trọng kính giới thiệu thầy Hồ Ngọc Anh, giáo viên giảng dạy bộ môn ngữ văn. Xin trân trọng kính giới thiệu cô Vũ Thị Bạch Huyền, giáo viên giảng dạy bộ môn ngữ văn. Xin trân trọng kính giới thiệu thầy Huỳnh Trung Trực, giáo viên giảng dạy toán. Và còn cô Nguyễn Thị Liên Hoa, nhưng mà cũng xin thông báo với các thầy cô là giới thiệu chú duy nhất của trường chúng ta mà lúc bây giờ là bọn em ai cũng nhớ, đó là chú Trương Văn Cảnh, có biệt danh là chú Hai, chú Hai thân yêu. 1994 cũng có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Đề nghị chúng ta một lần nữa cho một tràng vỗ tay thật to, thật giòn để nhiệt liệt chào mừng tất cả sự có mặt của chúng ta ngày hôm nay. Các bạn đã dành thời gian và tình cảm về dự buổi lễ kỷ niệm 25 năm ngày ra trường của cựu học sinh khóa 94. Và tiếp theo đây chúng ta sẽ đến với cùng toàn thể các bạn. 25 năm là quãng thời gian dài nhưng có vẻ trôi qua rất nhanh. Mới hôm nào tất cả chúng ta còn là những cô cậu học sinh hồn nhiên, vô tư, vừa học vừa chơi, vừa hát hò và bao nhiêu là trò nghịch ngợm. Kính thưa các thầy, các cô, hôm nay chúng em về đây được gặp lại các thầy, các cô trong tấm lòng của những cô cậu học sinh thuở nào. Chúng em nhớ lắm từng giọng nói, ánh mắt, tiếng cười và cả nỗi muộn phiền vì chúng em của các thầy cô năm xưa. Chúng em luôn ghi nhớ và biết ơn công lao to lớn của các thầy cô. Sau đây xin mời bạn Trần Thị Quý Hằng, học sinh lớp 9A, niên khóa 1990-1994 sẽ đại diện cho cựu học sinh niên khóa K94 lên phát biểu tri ân quý thầy cô giáo. Xin mời bạn. Kính chào các thầy cô giáo ạ. Xin chào toàn thể các bạn cựu học sinh niên khóa 1990-1994 ạ. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Trần Thị Quý Hằng ạ, là cựu học sinh của trường phổ thông cơ sở Phước Lộc, niên khóa 1990-1994 ạ. Kính thưa các thầy cô giáo và toàn thể các bạn, mấy ngày nào chúng em còn là các cô cậu học sinh ngỡ ngàng trước cổng trường trong ngày nhập học. Thế mà thấm thoát đã 25 năm trôi qua, mái tóc các thầy các cô đã bạc và chúng em cũng đã khác màu. Hôm nay chúng em được trở về gặp lại các thầy, các cô trong ngày vui hội ngộ sau 25 năm dài xa cách. Không xúc động sao được khi được lại gặp lại các thầy cô, gặp lại bạn bè, những kỷ niệm xưa bỗng ùa về cho mỗi chúng em. Kính thưa quý thầy cô giáo và toàn thể các bạn, hôm nay chúng em đã trưởng thành vào nghề, còn bỡ ngỡ gặp muôn vàn khó khăn. Tuy các thầy cô không còn ở bên cạnh chúng em, nhưng những lời căn dặn, hình ảnh của thầy cô luôn ở phía trước động viên và khích lệ chúng em vững bước vượt mọi khó khăn, thành công trên đường đời và sự nghiệp. Thầy cô ơi, trên mọi nẻo đường, dù ở đâu thì chúng em vẫn nhớ. 25 năm hay bao nhiêu năm nữa,
vẫn mái trường này, thầy cũ bạn xưa. Cuối cùng, em xin kính chúc quý thầy cô giáo sức khỏe, hạnh phúc. Chúc tình bạn của K94 mãi mãi bền chặt, sẻ chia. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn bạn Quý Hằng đã nói hộ tấm lòng của những cựu học sinh K94. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Có thể nói mong ước được trở lại trường xưa, gặp lại thầy cô giáo cũ và bạn bè là mong ước cháy bỏng trong lòng của mỗi chúng ta. Ai cũng có một thời để nhớ, để thương. Và cái nơi đó có bóng hình của thầy cô. Và chúng ta dẫu sau này đi đâu làm gì thì chúng ta cũng xuất phát từ nơi đây để chúng ta trưởng thành. Và mỗi khi riêng bản thân Thu Hoài đó, thì mỗi khi khó khăn, chúng em muốn nói với thầy cô trong cái ngày hôm nay. Và để thực hiện được cái ước mơ mà trở về trường thì có thể nói phải nhờ sự giúp đỡ, tạo điều kiện hết sức cả về vật chất và tinh thần của mái trường Trung học Cơ sở Phúc Lộc. Sau đây, em xin trân trọng kính mời thầy Nguyễn Văn Thông, hiệu trưởng nhà trường và đồng thời là giáo viên bộ môn ngữ văn của chúng ta kỷ niên khóa 1994 sẽ lên có đôi lời nhắn nhủ với chúng em. Xin kính mời thầy ạ. Nguyên là hiệu trưởng khóa trưởng của nhà trường, quý thầy cô giáo cũng đã nghỉ hưu, quý thầy cô giáo cũng đã từng công tác tại mái trường này, rồi chúng ta cùng lớn lên theo năm tháng, chúng ta sẽ về nơi gần nhất, thuận lợi nhất mà chúng ta công tác. Tuy cho phép tôi gọi rằng một số thầy cô giáo là chiến hữu, là đại hữu, cũng có mặt trong ngày mà học sinh, cựu học sinh của năm học 94 đại hội ngộ tổ chức ở đây. Kính thưa với thầy, quý thầy, quý cô, cùng với tất cả gần hơn 100 cựu học sinh của niên khóa là 1994, thì sau 25 năm, cho phép tôi gọi các em mình em, bởi vì ta trở về mái trường xưa với cái chủ điểm là 25 năm ngày trở về, thì cứ cho ta gọi đi, cho ta gọi các em mình em đảm thời dễ đi, bởi vì bây giờ các em cũng đã trưởng thành, các em cũng đã thành đạt, có thể chúng ta không gọi được bởi vì các em cũng đã có ông này bà nọ, có em là bác sĩ, có em là kỹ sư, đúng không, các em là doanh nhân, nói chung chúng ta cũng có chức có quyền trong mà đã được xã hội chúng ta rất trọng vọng. Thì xin phép quý thầy, quý cô và cho gọi các em mà nghe. Cách đây khoảng là 3 tháng thì có nhiều cuộc điện thoại của cựu học sinh thưa thầy cho em được về trường. Thầy mới hỏi một câu rằng đứa nào? Hồi giờ cứ vậy không? Bởi vì sao bây giờ là qua điện thoại mà biết đứa nào là đứa nào? Mà số mấy của thầy thì thầy không có, mình cũng không biết gì cái đó rành lắm. Cho nên mới hỏi đứa nào? Dạ em là Trương Thị Bích Hà, em là Quý Hình, em này em kia thì thầy nhớ ra rồi. Như vậy thì mặc dù hôm nay mùa hè công việc em làm cũng rất nhiều và trường của nhà trường của thầy thì cũng bề bộn công việc nó chưa được tham gia, đúng không? Rất mệt. Ở trước thì cũng muốn ra dừng lại đứa trao trời thứ bây giờ nó gặp mặt quý thầy quý cô nó sau 25 trả gặp, đúng không? Thì hôm nay chúng ta ở đây, các em học sinh của chúng ta sẽ có một cuộc là hội ngộ đầy yêu thương và ấm áp. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Khóa 1990-1994, em xin chân thành cảm ơn và tiếp thu những tình cảm thầy đã dành cho chúng em và xin hứa sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện để trở thành những công dân tốt, sống có ích cho đất nước, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, của mái trường Phước Lộc thân yêu. Và để thay đổi không khí một chút xíu,
Thu Hoài sẽ đến gần hơn với thầy cô và các bạn. Thu Hoài bây giờ quan sát là Thu Hoài là ở phía dưới các có nhiều bạn đang muốn nói một cái gì đó, đang muốn nói một cái gì đó, và để thay đổi không khí của chúng ta, bây giờ chúng ta sẽ hát một cái bài hát, cùng nhau hát một bài hát mà Hoài nghĩ rằng là đã là học sinh không thể không thuộc nha, nhất là học sinh phúc lộc. Hoài biết các bạn cũng có nhiều cái câu chuyện mà muốn nói về thầy cô, muốn kể với thầy cô lắm, mà bây giờ không thể không nhắc lại được. Bây giờ vẫn thỉnh thoảng kể cho con nghe. Và sau đây, ở phía dưới là có ai là có những kỷ niệm mà ấn tượng về những thầy cô. Bây giờ mình sẽ lần lượt nhớ lại ấn tượng về những thầy cô. Như thầy Lý, đó. Rồi thầy Trực nè, thầy Thuy nè. Liên khóa 1990-1994 và là học sinh của lớp 9A. Em xin kính chào toàn thể các thầy cô cùng hơn 100 bạn liên khóa của chúng ta. Suốt 4 năm gắn liền với trường Phúc Lộc, biết bao nhiêu là kỷ niệm từng lớp, từng năm thì kỷ niệm nó rất là chan chứa trong lòng của chúng em, không thể nào mà kể hết được. Từng thầy cô, bạn bè đầy ắp. Nhưng mà ngày hôm nay là ngày vui, cho nên là em sẽ chọn câu chuyện về kỷ niệm vui vui của lứa tuổi học trò. Em xin kể lại xem thử là có thầy nào, cô nào nhớ về cái hình ảnh của mình gắn liền trong đó. Thì như bạn Thu Hoài nhắc là cho tính điểm cho tụi em vui nha. Ngày hôm đó là một buổi học vào buổi chiều. Mình là lớp trưởng, cho nên nói về gương mẫu thì cũng có gương mẫu. Cho nên giờ giấc đi học thì rất là đúng giờ. Nhưng mình nhớ không lầm là ngày đó. Cái giờ chuyển tiết thì chúng ta sẽ có 5 phút giải lao. Mình khát nước quá, thế là tranh thủ chạy ra ngoài để mua nước uống. Nhưng mà mình đợi tiếng trống trường lên thì mình mới vô, chứ không phải là với cái tư thế là lang bang bên ngoài, tới giờ vô lớp rồi mà không vô. Nhưng mà không ngờ là thầy dạy học của mình ấy, là quá nhiệt huyết với học trò, cho nên là đã vào lớp sớm hơn tiếng trống trường, ngồi sẵn trong lớp rồi. Thế là một lúc sau Bích Hà mới lò dò vô cửa. Thầy ngồi trên bàn, đi đâu đó, giờ này mới vô. Dạ em thưa thầy, em ra ngoài giải lao chút em vô. Vô trễ rồi, thầy không được vô lớp chỗ ngồi, ra ngay cửa sổ mà đứng. Thế là thầy nạt một tiếng, mình nét qua một bên, đi qua cửa sổ của bên góc trái, đứng đó.
mắt nhìn xuống các bạn, mình cảm thấy rằng là tại vì chưa có trống mà nhưng thầy vẫn khóc nghe. Dạ xin lỗi các thầy, hôm nay nếu như mà có sao thì cũng xin xóa cho tụi em ạ. À, em kể thiệt á. Không biết có thầy nào nhớ dần dần chứ à. Xong rồi thầy vẫn bắt em đứng đó và thầy phải mê lên bảng giảng bài. Thầy quên mất là em đang bị đứng đó. Rồi thầy ra một đề toán trên bảng như thế này. Rồi thầy hỏi các bạn bên dưới là bạn nào giải được đề toán này. Thì cả lớp lại ngồi yên, không ai giơ tay cả. Thế là mình đứng ở góc bên này mà mình giơ tay, thầy ơi em xuống không thầy ơi. Lúc mà thầy phạt mình qua bên đó, thầy nói là qua đất trái đứng, cho phân điểm kiểm tra một tí, thành con 10, từ con 10 sẽ thành xuống con gì đó. Từ 10 mà rớt xuống không, thầy bút một cái một. Rồi em xuống phong là em dạy thầy ơi. Thế là thầy, thôi cho lên trục tội đấy. Thế là thầy cho em lên bảng để làm. Và em làm xong bài toán xong xuôi. Thế là thầy lại nói rằng, đúng, tốt, chuyển con 1, chuyển con 0, thành con 1. Thế là điểm của em từ 0 đã được nâng cấp lên một bậc thành con 1. Một ngày đó là một ngày đẹp trời trong năm học. Em cứ nghĩ rằng cứ thế nó trôi qua bình thường thôi. Em không ngờ rằng cuối năm học đó, điểm số cuối năm của em nhớ không lầm là tất cả môn toán đều 10 hết. Nhưng không biết tại sao mà cuối năm mình tổng điểm lại có 9,7 á. Thắc mắc quá trời chạy ra, ôi thầy ơi thầy, sao điểm em có 9,7 vậy thầy? Không nhớ hả? Không nhớ cái vụ đứng cửa sổ hả? Có một ngày nào đó. Đúng trời ơi. Vậy mà thầy nhớ từ giữa năm tới cuối năm luôn à thầy? Không sao, 9,7 vẫn còn cao mà. Không sao, cứ vậy đi ha. Dạ, và con 9,7 đó, nó đã gắn bó với em từ năm học đó cho tới bây giờ. Khi lớn lên cũng có con đi học ở trường, con em cũng mới trường tiểu học thôi. Mà em ngẫu. Tại vì tự nhiên cái mặt cô ở sát cái mặt em, lắc lên em, tức là để cho em thực hành. Em đang ngẫu, em tưởng cô là hỏi em biết tên cô không. Đó, kỷ niệm đại học tiếng Anh, dốt tiếng Anh là vậy á các bạn, với thầy cô. Tại vì cái năm lớp 6 là năm bỏ lòng tiếng Anh luôn á. Bây giờ trả lời trả lời. Mình không có đào cô mẫu nữa. Năm nay em nhớ qua là cô không thể là không nhớ được. Cho nên có thể nói ở cái giai đoạn này có thể nói là sự theo sát của rất biết là trong cái buổi lễ hôm nay thì như vậy chúng ta nói là không có thể hiểu được chúng ta ở cái giai đoạn đó thầy đó và các thầy cô giáo sẽ toàn thể tất cả các học sinh của khóa 90-94 trường Trung học cơ sở Phước Lộc. Tôi rất xúc động là cái khóa 90-94 hôm nay đã tổ chức một cái buổi gọi là hội ngộ với chủ đề 25 năm nghề trở về để nhớ lại những gì mà chúng ta cách đây 25 năm đã từng gian khổ cùng với các thầy cô giáo trong điều kiện kinh tế lúc bấy giờ. Và qua một cái quá trình dài, hiện nay tất cả các em cũng như tất cả các thầy cô đã ở trên khắp mọi miền đất nước cũng đã hội tụ về đây để chúng ta có những buổi gặp gỡ rất là ý nghĩa này. Đặc điểm là với cái lực lượng giáo viên mà chúng ta về tham dự hôm nay thì tôi cũng càng xúc động để có nhiều thầy cô là từ đó là không gặp đó. Cho nên đây là một cái dịp đó là để chúng ta trao đổi tâm tư với nhau giữa tình cảm trong đồng nghiệp và trao đổi với tất cả các em của niên khóa 90-94 để mà học hỏi trao dồi những kinh nghiệm lẫn nhau. Và đó là những cái mà coi như là tôi là vô cùng xúc động và có một cái phát biểu tuyên dương tất cả những cái ý nghĩa
với tinh thần hiếu học và tôn sư trọng đạo của nhân dân Phước Lộc mà các em đã thể hiện được và nối tiếp một số anh chị em đi trước. Và đây là cái tiền đề để sau này tất cả học sinh các thế hệ Phước Lộc chúng ta noi theo và phát huy mãi mãi để làm sao cho con người Phước Lộc, quê hương Phước Lộc ngày càng phát triển và vươn lên cùng với xã hội. Thì trong cái buổi hôm nay thì tôi cũng rất mong rằng là tất cả các thầy cô chúng ta sẽ có những cái trao đổi với nhau để mà hồi niệm lại những cái ngày mà chúng ta sống và công tác ở tại ngôi trường này. Có lẽ chúng ta xin nói gọn vậy để chúng ta nói ít hơn mà thực hiện nhiều hơn. Và cuối cùng chúng tôi cũng xin cả các thầy cô giáo nguyên là công tác ở tại trường chúng ta và cũng gửi lời phát huy cái tinh thần của tất cả các em và mong mỏi rằng là các em sẽ cố gắng vươn vai hoàn thành công việc của mình trên mỗi nẻo đường đất nước để làm sao rạng danh cho nhân dân cũng như thế hệ của Phước Lộc chúng ta ngày càng sánh vai với tất cả các địa phương khác ở trên cả nước. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Chúng em luôn ghi nhớ trong tim những lời chỉ bảo của các thầy cô và đây sẽ là nguồn động viên rất là quý báu theo chúng em trong suốt cái hành trình tiếp theo. Hôm nay chúng em các cựu học sinh niên khóa 1990-1994 xin được tri ân các thầy giáo cô giáo của mình, xin gửi đến thầy cô những bó hoa tươi thắm và một cái món quà nho nhỏ của cái khóa chúng em làm kỷ niệm. Và mai đây sau cái ngày hôm nay mỗi đứa lại một nơi, không biết khi nào có thể về để tụ hội và gặp lại được thầy cô của mình, thì đây là cái món quà kỷ niệm lại để cho thầy cô nhớ rằng là đã từng dạy bảo đào tạo những cái lứa cô cậu học trò như chúng em như thế này. Và sau đây là xin mời các bạn chúng ta trong ban tổ chức chúng ta đem kỷ niệm chương và quà đến tặng bàn cho các thầy cô. Chúng ta cùng hát nha, các bạn hát theo bài nha, các bạn thuộc bài khi tóc thầy bạc không? Thầy bạc cho và sau đây tôi xin thông qua cái danh sách mà nhà trường cung cấp 15 em sẽ nhận học bổng của cựu học sinh niên khóa 1990-1994 thì Nam Nhàn, 4 Thái Thị Thảo Vi, 5 Phạm Bảo Yến, 6 Nguyễn Nhật Hà Vi. Cố gắng học tập thật tốt, rèn luyện phấn đấu để trở thành con ngoan trò.
trò giỏi để làm rạng danh cho ngôi trường Phước Lộc của chúng ta. Chúc các em học giỏi và có một cái mùa hè thật là bổ ích. Xin cảm ơn các em. Chào tay là. À, đây là tấm lòng của chúng em, của các bạn. À, gửi lại trên này thì cô đã trở về và cô có một đôi lời muốn nói với chúng ta, muốn nói với có lẽ với cả đồng nghiệp của mình nữa. Xin kính mời cô Thái Thị Hồng Vân, giáo viên môn hóa học cùng các em học sinh của khóa thiên khóa 90-94. À, nói thật ra từ lúc mới bước chân vào trường tôi muốn nhảy lên sân khấu này để nhảy cùng với các em rồi. Quả thật là cái lời đầu tiên tôi rất là xúc động, rất xúc động, rất là bồi hồi khi trở lại cái mái trường xưa, và cũng rất là tự hào cùng với các em, cùng với cái học sinh cái niên khóa 90-94, rất là tự hào với các em. Tôi nhận thiệp mời cách đây chắc cũng gần một tháng, và tôi tính từng ngày từng giờ để trở về cái mái trường xưa. Nếu nói với các em là 25 năm ngày trở về thì đối với tôi là 23 năm ngày trở về. Tôi về trường này công tác là năm 1991 và 90-91, niên khóa 90-91, và tôi chuyển công tác về Quy Nhơn là năm 1996. Như vậy sao tính tới thời điểm bây giờ là 23 năm. 23 năm thì tôi đi ngang qua, đi ngang lại cái ngôi trường này rất là nhiều lần. Nhưng mà tôi chưa bước chân vào trường. Chưa thật sự là lúc đó có thể là cuộc sống quá vất vả, quá khó khăn, quá bận rộn. Tôi không có điều kiện để quay lại trường. Bây giờ đây là ngày đầu tiên tôi quay trở lại trường. Và cái lời đầu tiên tôi rất là cảm ơn, rất là chân thành, chắc là cũng thay mặt luôn với thầy cô giáo, là tôi chân thành cảm ơn cái tấm lòng của các em. Các em quá tuyệt vời, các em là niềm tự hào của nhà trường. Và lúc nào này nghe thầy cô giáo nói rất là nhiều về các em và rất là tự hào. Càng tay thật là lớn để cảm ơn các em. Cảm ơn những cái bông hoa tươi thắm, những cái món quà, những cái kỷ niệm chương mà các em đã dành cho thầy cô giáo. Công trình cầu đường ngoài kia thì ở đây ai cũng đã chứng kiến những cái ngày đầu gian khổ đó. Nhưng mà cái ngôi trường này để lại cho tôi rất là nhiều kỷ niệm. Các em của các em học trò lúc đó thì cái địa phương mình cũng rất là nghèo. Các em đi học, các em còn mặc quần thủng đấy, các em còn mặc cái áo vá, có phải không em? Phải chính xác hơn là có những cái gương mặt 23 năm bây giờ tôi mới có dịp gặp lại. Đó là cái điều rất là cảm ơn các em đã tạo điều kiện cho chúng tôi gặp lại nhau. Ở đây có những người ở thành phố Hồ Chí Minh, họ vẫn bỏ ít thời gian để về. Và có người ở những vùng xa xôi, ở Đà Nẵng, ở Huế cũng là trở về đây để gặp mặt. Đó là một cái ngày rất là vui, rất là ý nghĩa. Và các em trở về trường này, các em đã làm được những cái việc rất là có ý nghĩa cho cái địa phương và cũng cho cái ngôi trường của mình. Một lần nữa tôi rất là tự hào về các em, và tự hào hơn nữa các em là học sinh của trường Trung học cơ sở Phước Lộc. Thầy cô giáo rất là tự hào các em. Và có nhiều điều tôi muốn nói lắm, nhưng mà chắc thời gian cũng cho phép để dành lại cho quý thầy cô giáo có những cái tâm sự riêng. Và chắc là các em cũng mong muốn những cái tâm sự của những cái thầy cô giáo khác. Không, ở đây tôi thấy có một thầy giáo rất là muốn tâm sự với các em rất là nhiều. Bởi vì sau khi cũng giống như tôi, sau khi rời ngôi trường này,
thầy không đứng trên bục giảng nữa, mà thầy công tác ở một cái lĩnh vực khác. Thầy có rất là nhiều tâm sự muốn nói với các em, muốn nhắn nhủ đôi điều với các em, và muốn cảm ơn cũng như là tự hào, vỗ ngực tự hào các em là những học sinh của thầy, của cô, là học sinh của trường trung học cơ sở Phước Lộc. Rồi, xin trân trọng cảm ơn. Chiếc xe đạp đòn dông nhỉ, chiếc xe đạp đòn dông, thầy chở viết tập ở đằng sau đó. Mà nhà thầy thì tích mãi trên Phước Thành xa lắm, hồi đó cái mùa mà mùa gió không phải nói là gió chướng, nhưng mà gió ngược, mỗi lần đi thỉnh thoảng bọn em cũng đi lên trên đó. Thầy chủ nhiệm chúng em năm lớp 7 đó, thầy dạy văn, là thầy ấn tượng về thầy thì quá nhiều, bởi vì thầy luôn gần gũi học sinh, và bản thân cái lớp của chúng em cũng gây ra cũng nhiều tội lỗi lắm, nói chung nhiều tội lỗi mà bây giờ không có thời gian kể ra tí nữa cái phần công tác. Và thầy quyết định là trở về, và hôm nay xin trân trọng kính giới thiệu thầy Trần Kim Trung, giáo viên dạy bộ môn ngữ văn của chúng ta niên khóa 1990-1994 sẽ lên có đôi lời với chúng ta trong cái lễ kỷ niệm ngày hôm nay. Xin kính thưa các thầy cô giáo, kính thưa các đồng nghiệp, anh chị em của một hồi, kính thưa tất cả các em. Hơn 20 năm mới có dịp tôi được trở về, và dù cái thời gian công tác bên ngành sư phạm không có nhiều, nhưng nó gắn bó với tôi được 10 năm. Trong 10 năm chặng đường đó, tôi gắn bó hai cái địa phương, một là Phước Sơn, năm kia tôi cũng được vinh dự một lần về đó làm cái lễ tri ân do em Lâm Thanh Đệ, chủ nhà xe đệ nhất tổ chức tại trường Sơn Hai. Và đây là lần thứ hai tôi cũng được về để dự cái lễ tri ân cho các em. Xin phép thầy cô, xin phép tất cả các em cho tôi được xưng hô là thầy, mặc dù ngày nay tôi không còn đứng trên bục giảng nữa. Lời đầu tiên tôi xin chân thành cảm ơn tất cả thầy cô, tất cả các em đã tổ chức được cho chúng ta có một cái cuộc hội ngộ này, một cuộc hội ngộ xúc động đầy cảm xúc, một cuộc hội ngộ của những người đã đặt những viên gạch cho các em bước lên đường đời, đi tìm những căn trời khoa học và gặp những con người ngày nay các em đã thành đạt. Tôi không còn vậy nữa, nhưng tôi có may mắn 5 năm gắn bó với trường. Năm 95 thì tôi đã từng đi, do cái cuộc sống khó khăn thì trong cái mưu sinh cuộc sống tôi giả từng là giáo. Nhưng với tôi thì tất cả anh chị em ở đây, tất cả thầy cô và các em mãi mãi là những hình bóng phúc đời kỷ niệm, hình bóng thân thương. Nói như các em đã nói là quê hương tôi là nó xa nhất ở đây, trong các thầy cô thì tôi ở Phước Thành, tôi đây công tác, thì như các em đã nói là hình ảnh tôi là chiếc xe đạp. Tôi có hai câu thơ mà tôi diễn tả mình, đó là nước dây sơn lên màu mắm ruốc, anh gò người đỏ sức với thời gian. Đó là hình ảnh của tôi những tháng đi dạy. Hôm nay xúc động nhiều, tình cảm nhiều, gặp gỡ cũng rất nhiều. Tôi cũng mong rằng các thầy cô, các anh chị trường này đỡ lại cho tôi rất nhiều tình cảm. Nhưng cũng có một điều, trong cuộc đời mưu sinh tôi không có dịp để quay lại trường, không có dịp cảm ơn thầy cô, cảm ơn các anh chị em, cảm ơn tất cả các em một lần, vì cái cuộc sống nó cũng bận bịu nhiều quá. Tất cả các thầy cô, chúc tất cả các anh chị em và chúc tất cả các em, những người ngày nay đã thành đạt, lời trân trọng cảm ơn nhé, xin chân thành cảm ơn. Thầy Hương, và em biết rằng là năm nay bọn em quyết định là 25 năm về này, bởi vì theo tính toán của bọn em là một số thầy cô trong năm nay sẽ nghỉ hưu, và cái khả năng là bọn em sẽ gặp thầy cô sẽ ít hơn nữa, cho nên bọn em quyết định trở về và làm. Cho nên những cái trao đổi, những cái lời căn dặn của thầy cô, những tâm sự thầy cô vừa rồi có thể nói một lần nữa sẽ đọng trong lòng chúng em. Và bắt đầu từ hôm nay, hình ảnh này, buổi lễ hôm nay và hình dáng của thầy cô của ngày hôm nay một lần nữa sẽ đi theo chúng em đến suốt cuộc đời này. Và chúng em muốn nói với thầy cô rằng là cựu học sinh 1990-1994 rất tự hào
rất tự hào là học sinh của các thầy cô, và chúng em sẽ phát huy cái điều đó xứng đáng, sống xứng đáng, và sẽ cống hiến để không phụ lòng mong mỏi dạy bảo của thầy cô. Một lần nữa xin cảm ơn quý thầy cô. Và sau đây xin mời em Trà My sẽ thay mặt cho 15 bạn học sinh nghèo vừa khó vừa nhận học bổng của các cựu học sinh 90-94 sẽ có đôi lời phát biểu trong cái lễ điều này. Thưa quý thầy cô, các cô chú của học sinh niên khóa 1990-1994 trường trung học cơ sở Phước Lộc. Cháu tên là Lê Nguyễn Trà My, học sinh lớp 823 trường trung học cơ sở Phước Lộc. Xin đại diện cho 15 bạn học sinh được nhận quà ngày hôm nay được nói lên cảm xúc, suy nghĩ của mình. Thưa các cô chú của học sinh niên khóa 1990-1994 của trường trung học cơ sở Phước Lộc, trong giây phút này cháu thật sự cảm thấy hạnh phúc, thật sự xúc động và cảm thấy thật may mắn trước một động viên vô giá mà các cô chú dành cho chúng cháu. Chúng cháu không chỉ nhận những món quà mà còn là tấm lòng xuất phát từ trái tim yêu thương của các cô chú dành tặng cho những học sinh còn gặp nhiều khó khăn thiếu thốn như chúng cháu. Món quà ấy sẽ như dòng suối mát lành nuôi dưỡng tâm hồn chúng cháu, như là ngọn lửa hy vọng nhóm lên niềm tin, con chữ là nguồn động lực to lớn, là hành trang giúp chúng cháu cách sách đến trường. Cô chú cháu mỗi ngày đến trường là một niềm vui hơn ai hết. Chúng cháu hiểu món quà mà mình nhận ngày hôm nay là sự dành dựng tiết kiệm của cô cháu, của cô chú. Cô cháu hứa sẽ trân trọng nâng niu nghĩa cử cao đẹp này và sẽ nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn để học tập thật tốt, để không phụ lòng mong mỏi của cô chú, của thầy cô và cha mẹ. Bằng tấm lòng biết ơn sâu sắc, cháu thay mặt cho 15 bạn học sinh còn gặp nhiều khó khăn của trường trung học cơ sở Phúc Lộc gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các cô chú của học sinh niên khóa 1990-1994. Cuối cùng, em xin kính chúc các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các bạn học sinh có một kỳ nghỉ hè học vui và bổ ích. Cháu xin chân thành cảm ơn. Phúc Lộc học tập rèn luyện tốt để không phụ lòng mong mỏi của các thầy các cô. Kính thưa quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh K94, có thể nói để có ngày trở về hôm nay thì không phải là chúng ta muốn là chúng ta có thể làm được, và thật ra cái dự định mà 20 năm để mình trở về cũng đã không làm được, và mãi đến hôm nay 25 năm chúng ta mới trở về. Thì để cái cuộc trở về thành công có thể nói là cái sự nhiệt tình và quyết liệt của những cái người khởi xướng đầu tiên mà mình gọi là ban tổ chức đó, thì có thể nói để ghi nhận cái sự đóng góp nhiệt tình và trách nhiệm của ban tổ chức để mà cái lễ kỷ niệm của chúng ta có thể tiến hành được, thì sau đây xin kính mời thầy Nguyễn Tấn Thông, hiệu trưởng nhà trường nơi mà tổ chức cái lễ kỷ niệm 25 năm ngày trở về của chúng ta, sẽ tiến hành trao cái kỷ niệm chương cho ban tổ chức, và xin thay mặt ban tổ chức là xin gửi lời cảm ơn tất cả những bạn trong ban tổ chức, đồng thời cái sự đóng góp sức người sức của tất cả các bạn hội học sinh niên khóa 1990-1994. Sau đây mình xin mời những bạn trong ban tổ chức lên phía trên sân khấu, và xin kính mời thầy Nguyễn Tấn Thông sẽ trao cái kỷ niệm chương để ghi nhận những cái đóng góp của các bạn trong ban tổ chức cho cái ngày trở về lần này. Chúc nó đổi sao? Không sao, tí đổi sao? Của em sao cũng được. Em được nhận là mừng lắm. Có kỷ niệm là vui rồi. Trở về của cựu học sinh niên khóa 1990-1994 đến đây xin phép được kết thúc. Sau đây em xin thay mặt ban tổ chức xin kính mời quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn, chúng ta sẽ ra bên ngoài ngay chỗ cái sảnh để chụp toàn thể đại gia đình K94 cùng với thầy cô giáo của mình. Chúng ta sẽ tập trung ở Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
để cùng nhau chúc mừng buổi dạ tiệc được diễn ra thành công và tốt đẹp trong ngày hôm nay. Rồi, hai ba vô cái coi. Vô mạnh lên. Để mở đầu cho buổi dạ tiệc Chiêm Lưng Văn Nghệ hôm nay, được chào đón quý vị và quý thầy cô sau 25 năm ngày trở về. Và trước tiên tiếng hát qua cảnh cùng với ban nhạc xin được hân hoan gửi đến quý thầy cô cùng toàn thể quý vị và các bạn với một sáng tác rất dễ thương của nhạc sĩ Phú Quang. Bài hát có tựa đề Biển Nỗi Nhớ, và em xin mời quý thầy cô cùng toàn thể các bạn cùng nghe. Ai ở xa em trong cung trời lẻ loi biển giờ thấy mình dài dòng thế xa cánh bơi một chút đã cô đơn gió ôm thầm không nói mà sao núi phải mòn em đâu phải là chiều mà nhiều anh để này em chẳng đến dù sống có làm
được cảm ơn rất là nhiều. This review. You took a room, a few, maybe two people knew, and refuted him by sharing in the mail, which no one has accused you. I bet you would take a break, you refused to. So scared what your enemy may do to you. You're the only enemy you ever seem to lose to. You know what Jefferson can do when we want to. It's just undignified, so we are tons of the response. So yeah! Cái này em mua rồi rồi rồi
Chưa, anh đang quay phim, xíu nữa quay lại chụp.
25 năm ngày trở về của hôm nay. Thăm mời. Thank you.
Tổ chức, em xin kính chúc quý thầy cô giáo sức khỏe,
các bạn, riêng các bạn chúng ta ngồi lại, vẫn ngồi lại để có một số thầy cô là về nghỉ, cho nên là trong buổi dạ tiệc hôm nay, tôi mời cô Lan. Hôm nay cô trở về trường trong niềm xúc động, vui ơi là vui vì gặp lại mấy em ở lớp 7A. Bây giờ cô sẽ nhờ một em, đó là anh Hà, lớp trưởng của lớp 7A cô chủ nhiệm, nhớ mãi tới thứ bảy mỗi tuần là khóc ơi là khóc vì số đầu bài tích bê tích xe của thầy Lý buồn quá đi thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thầy cũng xin tặng lại với quý thầy cô và các em với bông hoa tươi thắm nhất đã đến với chương trình này. Xin phép cảm ơn và chúc sức khỏe các em thành đạt trong những năm tiếp theo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lại nhiều khuôn mặt mới.
đến bên ngõ ngủ một mảnh chiều vẫn có gió một thân gói cũ không nhà còn em đã bỏ bạn bên ai có đâu phải